Mở nhiệt độ cắt xuống. Mời bên kia số 11.
là cái gì mình có chọn này. Cô nghe đi, anh Minh. Em số 7 rồi. 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 Giải thứ ba ở trong này ai hết ở dưới hai giải thứ ba đó hả hết giải rồi mấy cái giọng này là nghe quanh hết không có giọng nào thường chưa nghe hết chứ Bây giờ phải nói một cái tấm phiếu á chỉ được ghi một tên thôi. Người nào tên nhiều nhất á thì là giải nhất, tên nhiều nhì là giải hai, tên nhiều ba là giải ba. Đúng. Okay. Đúng rồi. Thì bây giờ ba giải trong cái giấy mà lợi phát ra đó. Mỗi người chọn một còn nhiều thì thích giờ mình sẽ đếm lại. Sẽ đếm ra, sẽ là còn chọn nhiều thì sẽ giải nhất ai được số chọn nhất. Mẹ lên, làm mẹ lên. Trong vòng 1 phút nộp trở lại. 1 phút ai vô trong giấy chỉ được một người chọn thôi. À, ngủ á. Lấy cái hũ. Chọn những người mình thích không có số, chỉ tên cái người mình thích. Rồi gặp lại nha. Yên Gái, Hằng Nga, Thu Ba, Cẩm Tú, Trương Thanh, Christine, Minh Trang. Hai cái microphone nó nói chuyện được rồi nó nằm muốn nói thì cầm nóng. Hữu Tinh, chị Bảy, chị Sao, Vĩ Tân mình, anh Nhi, Vĩ Tân vô, chị Thiên Phụng, Lợi, Mi, Hoàng Bách, Đạt Tâm, Thu Quyền, Thiên Văn và Tú. Dạ, mỗi một cái phiếu là ghi một tên người mình thích nhất. Cái người mà nhiều được bầu nhiều nhất sẽ là người giải nhất, người mà bầu nhiều thứ hai là giải thứ hai, bằng thứ ba là giải ba. Mỗi một phiếu là một tên thôi à. Chỉ được một tên thôi nha. Phải là người khác thì người khác. Nếu mà chọn vô dụng nhau thì mình thấy lại. Nếu mà bằng nhau thì thấy lại. Lệ Lan sẽ hữu nó một phút thôi. Có họ thiên Lệ Lan. Đông không mỗi đường một phiếu à, lấy rồi một phiếu. Bây giờ,
Ok, no, no, đây 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 cho em đây. Bây giờ tất cả thí sinh đang chờ đợi. DJ đang mở phiếu ra để đếm. Lệ. Được. Sao hiểu như vậy là sao? Bác Quang Minh. Kệ đi. Hơi nhiều nha Minh. Trong cái list có số đó. Đúng rồi, mình làm cái list nữa. Bây giờ làm gì, bây giờ làm cái vậy. Ngon. Từ từ con ngồi đó chạy. Đại phần sẽ đốt đơn ba. Để phiếu đàn vàng các bạn. Còn ai chưa vô đâu, mở thêm, mở thêm. Mày, Minh, Thành. Mày lên
sân khấu. Thứ ba, test không? Jin. Bây giờ là mời Minh với lại Jin với lại chị Jin. Anh Minh. Ok, ba người. Chị tưởng nữa, chị Jin. Tưởng bữa nay được hỏi lâu nữa. Đạo quê quá. Không có gì. Rồi thứ ba cũng thứ ba tách xếp đâu? Dạ con đây. Rồi chấm thứ ba hạng dễ tư đúng không? Ok rồi giờ quyết định dễ nhất là Minh. Dễ nhất là Minh, dễ nhì là Mỹ. Dễ ba là Thanh. Trinh. Trinh. Dễ tư là thứ ba. Ok bây giờ là ủa cái bao thơ mà ngày hôm qua giải ở cái bàn thổ đâu? Đẹp chưa không anh? Oh, phải nấp, nấp đưa tiền vô đi nấp. Nào, em còn hai từ bóng vô ngang, mười miền nắm tay, ta đi từ đầu áng vô vô tư lùi.
lên phố lớn nâng tay nói lời biệt danh sao lắm nói lời một vòng từ xin biệt danh sao lắm nói lời một vòng từ xin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em bị đứng đứng lên một bậc lên mới tới giải nghệ. Đúng. Rồi mình đây bỏ hai ba bỏ hai ba rồi. Bây giờ là ủng hộ với giải nhất, xong ca với giải nhất. Muốn bay phát rồi. Xong ca với giải nhất nha, dễ dễ chứ bộ. Có thể bằng cho liên khúc bỏ lên chỗ được không? Gọi này là xong ca nhẹ nhất nha, ở trên nha.
tìm người sai hỏi sầu không vơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng.